Dạ, phương ngữ pháp thì bắt buộc đi song song rồi, nhưng mà đã học phương ngữ thứ hai thì ít nhất là phải giao cái trường đã. Và cụ thể đây chúng ta sẽ học về nhân để mà rất nhiều bạn sinh viên đang gặp khó khăn đó. Và trước khi đi vào bài học á, thì thầy muốn giao tiếp qua một số bạn ở đây. Chúng ta sẽ giao tiếp một số đoạn đối thoại ngắn này ha, về tiếng Anh, những câu thông thường thôi. Để thầy cũng biết được là cách chúng ta nói, cách chúng ta diễn đạt và cách chúng ta phát âm như thế nào không? Thầy sẽ hỏi bài này cực kỳ nhé. Bài nào? What is your name? Okay. And are you a student? Are you a student? Yes, you are. Yes, I am. And tell me, do you live near here or far away from here? You live near or far away from here? Here, far. Here, that's it. And how old are you? 22. So, do you have a job at the moment? What is your job? If you don't have a job, you can say, I am a student. Thank you very much. And you please, how old are you? I'm 18. And tell me, what color do you like? You like green and gray. Okay. And what is your name, please? How do you spell your name? Spell. Tên là tên của thầy. Đây là tên của thầy ha. Đây là con số chữ cái. Chúng ta chúng ta học ra là để nó sẽ gọi là. Ví dụ như thế đó là thầy sẽ nắm được tên của thầy là it's C H U N G. Sit down. What is your name? N-G-U-Y-E-T. Okay, thank you. And how old are you? You're 20. Are you a student? No. Oh, you're not a student. So do you work? Do you work? Job? Work. What is your job? What is your job? What is your job? Receptionist. I am a receptionist. Okay, thank you very much. One more student. You please. What is your name? My name is. How do you spell your name? And how old are you? 18. Are you a student? Yes, you are. Thank you. And you please, what is your name? Okay, and tell me, what color do you like? Black and white. And what colors don't you like? You don't like?
Pink. And green. Good. Thank you. And how old are you? 20. Do you work or you are a student? Yes, student. Good. Thank you. Rất tốt các bạn. Thì thông tin thầy trao đổi một số câu hỏi cùng một số bạn cho chúng ta đó. Thì các bạn khi các bạn trả lời trong tiếng Anh á, các bạn nói tự tin lên, các bạn nói to lên. Chưa nào? Nói to lên. Khi mà các bạn nói to thì cái người nghe sẽ cảm thấy rất là hứng thú và người ta sẽ tiếp tục giao tiếp với bạn. Thì các bạn cứ tự tin lên, nói to lên ha. Thì trước tiên mình chưa quan trọng là bạn nói đúng hay sai ngữ pháp. Trước tiên là bạn cứ tự tin lên đã, thoải mái. Và trong tiếng Anh thì phần mà chúng ta hay gặp khó khăn đó là về phần phát âm. Và để phát âm được đúng và đúng ngữ điệu, người nghe hiểu mình nói gì, thì mình sẽ học về bảng IPA và về phát âm những cái ngữ tiếng Anh đó. Và hôm nay thầy muốn ôn lại cùng các bạn một số cấu trúc cơ bản nhất trong tiếng Anh để mình nắm được một câu tiếng Anh thì gồm có những gì. Đây các bạn chưa cho thầy nào. Ở đây thầy có S cộng V và cộng O. Thì thầy biết là các bạn đã nhìn thấy cấu trúc này trong tiếng Anh rất là nhiều lần rồi đúng không? Rất là nhiều lần. Và đây là một cấu trúc cơ bản để hình thành một câu tiếng Anh đầy đủ nghĩa. Vậy thì bạn nào có thể cho thầy biết chữ S ở đây là viết tắt của từ gì được không nào? Của? Bạn nói to lên thầy không? Subject hay mình sẽ gọi là chủ từ. Và V ở đây là gì nào? Thế là Verb. Từ gì có chữ V không là verb, sẽ là verb. Và chữ O đây là sẽ là object. Mình sẽ hiểu là gì nào? Tân ngữ. Tân ngữ ha. Vậy thì một câu trong tiếng Anh cơ bản sẽ bao gồm chủ ngữ, động từ và tân ngữ. Chính xác nào. Vậy thì bây giờ mình sẽ ôn lại những chủ từ trước và đặc biệt là những chủ từ chín người. Chưa nào? Chủ từ chín người ha. Em có thể dùng máy chiếu. Đây được dùng máy chiếu. Chúng ta có những chủ từ cơ
hình thể đấy, có hai từ này có gì khác biệt không nào? A và B có gì khác biệt không nào? Không có gì khác biệt cả, đều mang nghĩa là tôi. Nhưng mà từ này sẽ đầu câu, từ này đứng ở cuối câu, nó có trò là tôi tự hành nếu như chung câu mình có đề cập là chưa nào? You sẽ là you. Hãy ta sẽ là ví dụ này ha. À này, chúng ta có một cái sheet là her. He. His. His. Có phải là họ có cho cái camera? Him. We. Us. Us. They. Yeah. Là them. À, thế này khi mà chúng ta đọc bài thứ này thì chúng ta sẽ chú ý vấn đề này đọc thế nào ha? Đọc thế nào? It cũng là đúng là it. À bây giờ thầy sẽ một ví dụ nho nhỏ để chúng ta thấy được là sự khác biệt giữa chủ từ và đơn từ ha. Ví dụ câu từ là câu những đoạn này thế này. À, đây là những câu mà chúng ta chắc chắn 100% là các bạn đều biết nghĩa đúng không nào? I like you, I love you. Thì thế nào? Khi các bạn so sánh về cấu trúc này đây, thì bạn nào cho thầy biết là hai từ you ở đây nó sẽ rơi vào trường hợp nào trong hai từ you này? Đó là từ you thứ nhất hay là từ you thứ hai thế nào? À, mình sẽ không bị nhầm lẫn nha. Điều này sẽ là đóng vai trò là thân thử. Bây giờ đó, I like you, tôi thích bạn vậy đó. Bạn thích tôi thì các bạn tương tự như vậy. Nào cho thầy biết. Oh, you don't like me. You like me. Các thầy nói you like ai đúng không ạ? Được không nào? Sai. Tôi cảm ơn thầy biết là cho sai này. Sao ai cũng được. Xin mời bạn không? Bởi vì ai đóng vai trò là chủ từ ha. Vậy thì cũng bạn nói cho tôi biết từ you này là từ you nào trong hai từ you đây? À vậy thì mình có chủ từ vân ngữ và mình cũng có tính từ sở hữu ha. Tính từ số ai mà nhớ này ai thì sẽ là my. You. She. À vẫn là mà có rồi nhưng mà không phải chọn khác nữa. He. Is. We. Us. Our. Thank you. They. Yeah. Là. Yeah. There. It. It's. Là. It's. Là. Vậy thì tính từ sở hữu trong tiếng Anh mình sử dụng như thế nào? À, bây giờ mình sẽ nói về nghĩa nha. Đây là tôi, bạn, cô ấy, ta đấy. Của chúng ta, của họ, là nó. Thì đây sẽ là của tôi. Của bạn. Của? Của tôi. Của tôi. À, chắc nào? Thì nghĩa thì nó sẽ là sở hữu à? Tại sao là tính từ sở hữu? Vậy thì khi mà sử dụng tính từ sở hữu trong câu á, thì phía sau tính từ sở hữu luôn là một danh từ. Thế nào? Ví dụ như thầy nói mai của tôi mà phải có gì đó của tôi, thế nào? Your phải có gì đó của your, chứ không tôi đi từ từ không được, không có nghĩa nào. Và bây giờ mình sẽ lấy một số danh từ là đồng thời mình sẽ ôn lại một số từ mà trong quá trình mình học trước giờ mình biết không? Danh từ các bạn, nghe chú danh từ nha. Bây giờ thầy muốn nói